Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com và em là Kiên Xe Đạp. Ngày hôm nay em làm livestream này thì giới thiệu cho các bác các cái mẫu xe mới về trong cửa hàng em. Ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều xe và bây giờ em sẽ đổi camera để các bác xem những cái mẫu xe mà đang mới về ngày hôm nay. Vâng, trong ngày hôm nay thì em có về được 12 chiếc xe mới. Đấy, 12 chiếc xe mới. Thì nó gồm những cái xe gì thì em và các bác sẽ cùng lược sơ qua trong bây giờ. Em cho nhỏ cái nhạc. Vâng, đầu tiên là con địa hình XDS. Con này là con địa hình XDS XK600. Con này thì về cơ bản là cấu hình là khung nhôm, khung sườn nhôm, bộ chuyển động là Anivio. Bộ chuyển động Anivio này thì con này thì khá là cao cấp rồi, đời mới luôn. Đùi trục rỗng, đùi trục rỗng ạ. Gạt trước là gạt Aceza, Anivio Aceza, nó cũng gần xem như nhau. Vành là vành, con này là vành 27 x 2.0 XDS, bộ chuyển động Alivio 9 nít, phanh dầu. Con này là con XDS XK600. Con này có khóa giảm xóc trên vai, khóa ở trên tay. Tay chuẩn số là Shimano Anivio 9 níp. Phanh dầu Magura, loại phanh hãng phanh dầu lại cũng khá là tốt nha các bác nhá. Ok. Sóc. Con này là sóc dầu. Sóc dầu cao cấp. Sóc dầu hơi nhỉ. Con này sóc hơi. Con này sóc hơi. XDS này sóc hơi. Đấy, em chỉ quay sơ qua thôi. Sau đây em sẽ quay một cái video, những cái video chi tiết nói chi tiết về những cái con này. Tiếp theo là chiếc Gian FXCR. FCR, xin lỗi, FCR 3100. Thì trước kia thì em có về những con màu xanh hay màu ấy. Và bây giờ em có con màu trắng, bác nào mà thích màu trắng thì liên hệ với em nhé. FCR này thì FCR 3100 này thì cấu hình của nó là FCR 3100 thì cấu hình của nó là 3 đĩa và 8 lít, bộ chuyển động là Shimano Antut. Bộ chuyển động Shimano Antut, vành là vành 700C. Vành 700C nhân 32. Phanh V. Về sơn của con này khá là đẹp. Màu trắng. Trước kia thì em toàn về màu xanh với màu bạc. Hôm nay có con màu trắng này, bác nào mà thích thì alo cho em hoặc là nhắn Zalo qua số 0975709943. Và tiếp theo con này là em đánh giá là thuộc hàng ok, hàng khủng này. Đó là con Gian ATX Pro. Gian ATX Pro giảm sóc hơi, khóa trên tay, khóa sóc trên tay. Bộ chuyển động của con này là SRAM X5. SRAM X5. Lip là lip 2 4 6 8 9 tầng. Lip 9 tầng. Phanh dầu Shimano. Mayer là Mayer bạc đạn cối lổ của hãng Lovatec. Gian ATX Pro, con này là con Mỹ dùng. Đây là của người Mỹ dùng. Đây, như các bác thấy là xe này dùng rất là nhiều đồ hiệu. Gạt đĩa cũng trước cũng SRAM luôn.
đùi đĩa, đặc biệt là đùi đĩa dây phay, đùi đĩa dây phay rất là cao cấp. Cái hãng này là chỉ những cái người ở Mỹ thì những cái hãng xe ở Mỹ mới sử dụng này. Đĩa bằng nhôm các bác nhá, đĩa ngoài bằng nhôm, đùi đĩa dây phay, trục rỗng ấy, con này là trục rỗng các bác nhá, trục rỗng. Trời nó cũng hơi tối rồi, đằng trước thì chúng ta có giảm xóc hơi, xóc hơi hiệu ấy Epicon. Đây, các bác nhìn thấy là trên này nó có cái lúm bơm hơi này, bơm hơi vào đây là giảm xóc hơi này, có lúm bơm hơi này. Phanh dầu là Shimano. Tay chuyển số SRAM, bộ tay chuyển số SRAM X7. Tay chuyển số SRAM X7. Con này là Zan ATX Pro. Giảm xóc hơi, đồ SRAM Mỹ, ATX Pro. Mai hơi cối lỗ Lovatec. Vâng, và tiếp theo đó là con xe mấy chiếc xe đua Winmark 2200. Xe này thì trước kia thì em cũng về nhiều rồi. Có con này size S, sơn màu đen, khá là đẹp, size S, sơn đẹp lắm. Các bác nhìn độ mới rồi đó, rất là mới. Con này thì là 2 đĩa, 7 lít, tổng nó có 14 tốc độ. Winmark 2200, tay chuyển số ở trên khung. Có tay phanh phụ các bác ơi, chiếc này có tay phanh phụ. Hay cái là có tay phanh phụ. Đây, tay phanh ở đây cũng được, mà chúng ta phanh ở đây cũng được. Ok, cái xe Winmark 2200 này thì em có nhiều video đánh giá tổng quan rồi, thì em sẽ chỉ nói sơ qua thôi. Tiếp theo chúng ta có xe là tiếp theo đó là OCR 2600. Con OCR 2600 này thì cũng là 7 lít 2 đĩa, size là size S. Size S là cho người khoảng 1m6 trên dưới 1m6. Sơn rất là đẹp, màu trắng cam. Con này khác con Winmark là không phải là tay chuyển số ở đây mà là tay lắc. Đấy, con này là tay lắc. Tay lắc. Ấn vào thì sẽ lên níp chuyển số. Trắng, màu trắng cam. Tiếp theo đó là xe địa hình, các cái dòng địa hình giá rẻ mà em thường hay nhập về. Và con đầu tiên trong đây đó là con Chopit. Con Chopit, con này là con địa hình Chopit. Con này thì với cái tầm giá khoảng 5 triệu đồng bao ship toàn quốc thì nó sẽ có cấu hình phanh dầu. Đấy, phanh dầu Techo rất là tốt, đề là Antut. Líp 8 tầng. Đùi đĩa là Pro Wheel. Gạt đĩa Shimano. Khung nhôm, lốp ok, lốp rất là đẹp. Giảm xóc dầu. Phanh dầu Techo. Nói chung là đây là một dòng địa hình phanh dầu đồ cao cấp, đồ là chính hãng hết, ngon bổ rẻ, tầm giá 5 triệu đồng bao ship toàn quốc, phanh dầu luôn, 8 lít 3 đĩa, 24 tốc độ, giảm xóc dầu, khung nhôm, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm, tặng đủ phụ kiện các bác ơi. Và tiếp theo là em lại có một con FCR 3300. Con này thì nó cao cấp hơn cái con FCR 3100 lúc nãy. Con FCR 3100 lúc nãy thì là nó là 8 lít 3 đĩa, còn con này thì là 9 lít. Vâng. Con FCR 3300 này là 9 lít và được trang bị bộ chuyển động Shimano Sora. Đùi đĩa Shimano.
đồ đĩa Shimano sơn màu đen, phanh cũng là phanh V ạ, đũa lốc vành 700C. Người dùng ở bên nước ngoài đã trang bị bộ chuyển động tay chuyển số Delre. Toàn xe đẹp, vâng em cảm ơn bác. Em cảm ơn bác Hiền Trung. Xe người sử dụng bên nước ngoài đã trang bị tay bộ chuyển số Delre 3 đĩa 9 nít. Con này nó có 27 tốc độ. Con này là con FCR3300. FCR3300. Size này con này size M. Em chỉ chọn những cái size M, size S. Nói chung là phù hợp với chiều cao của người Việt Nam để nhập về thôi. Nào các bác hoàn toàn yên tâm là tầm đàn ông Việt Nam khoảng tầm 1m6 đến 1m7, 1m7 mấy là sử dụng rất là phù hợp. Xanh V. Vâng, và tiếp theo lại một dòng rất là quen thuộc, đó là Zanikip SR2. Con này thì em bán là cực chạy. Nói chung là có con nào hết con đấy. Rất là nhiều bác ưa thích cái dòng Zanikip SR2 này. Cấu hình của nó là đề Tourlay 8 lít 3 đĩa và phanh dầu Techo. Dáng của nó thì đẹp nhất trong các cái dòng Touring của Zan. Touring của Zion thì con này, con Escape SR này là con đẹp nhất. Dáng nó rất là trường xe. Phanh dầu Techo, bộ chuyển động Shimano 8 tốc độ bên tay phải và 3 tốc độ bên tay trái. Màu này là màu đỏ, size là size XS. Size XS của con XN này thì nó cũng ngang ngang với size size M của các con khác ấy. Đây các bác có thể nhìn thấy. XS với M nó không chênh nhau là nhiều. Con này thì em giới thiệu nhiều rồi nên em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Còn tiếp theo là con FCR3100 màu xanh bạc. Thì trong mấy tuần trước thì em cũng có về mấy con này em bán hết rồi, thì bác nào mà thích tiếp tục mà con màu xanh bạc thì liên hệ với em. Đĩa thì 8 lít, đùi đĩa thì 2 tầng, lít thì 8 tầng, tổng là 16 tốc độ, đề là Shimano Acera chính hãng luôn. Tất cả là xe chính hãng, sơn rất là đẹp, size M. Con này size M. Size M. Bên tay chuyển số là một bên là 8 đĩa, là 8 lít và một bên là 2 đĩa. Màu xanh, sơn rất đẹp luôn. Tiếp theo đó là tiếp tục lại là một chiếc xe đua hiệu Merida. Con này thì được trang bị bộ chuyển động cũng khá là ok. Đó là Merida Rai 93. Merida Rai 93. Con này là được trang bị bộ chuyển động Shimano Claris đằng sau, đi cùng với lại Claris thì nó là 8 lít rồi. 8 lít Claris thì nó hơn Tourlay. Đấy, đùi cũng Claris luôn. Đùi Claris, gạt đĩa Claris. Tay lắc Claris. Con này chỉ mỗi một cái yếu điểm duy nhất đó là nó bị vỡ mất cái mặt kính bên tay chuyển đĩa, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chuyển số. Về Đức Sơn thì em đánh giá là khá là đẹp. Càng đằng trước là càng nhôm. Vành chém gió 700C. Đây chỉ nước sơn thì có xước một vài chỗ thôi, vài chỗ nhỏ nhỏ thôi, còn đâu là khá đẹp. Size của xe Merida này là size 47. Dáng rất là đẹp luôn. Dáng nó vòng vòng lên, cảm thấy rất là khỏe. Bộ chuyển động full Shimano Claris. Xe này hiện chưa có chân trống nên là em phải dựng tạm vào đây. Vâng, và tiếp theo lại là một chiếc địa hình ngon bổ rẻ mang thương hiệu là ITDE. Tôi không phải đọc nữa, cái này không quan trọng thương hiệu. Cấu hình của nó này cũng khá là ok. Đùi đĩa là trục rỗng ạ. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng.
Đằng sau thì trao được trang bị bộ chuyển động Shimano Acera với cái nít là 9 tầng. Con này rất mới. Đằng trước chúng ta có giảm xóc dầu, bộ chuyển động Shimano Acera, tay với chuyển số Shimano Acera, phanh dầu Shimano. Con này cũng là thuộc dạng là địa hình ngon bổ rẻ, giá 5 triệu. Bao ship toàn quốc. À, con này phải hơi con này khoảng hơn 5 triệu, 5 triệu mấy trăm. Con này được trang bị Mayer là bạc đạn. Lovatec Mayer, Lovatec bạc đạn luôn. Tức là Mayer bi vòng ấy, em đã có video nói về cái vấn đề là Mayer bi vòng hay là bi thường rồi. Lốp box ship 26. Vâng, và chiếc cuối cùng đó là FCR 3100 màu đen, cấu hình cũng như các con kia, cũng là 8 lít 2 đĩa, 3 đĩa màu đen giống con trắng kia, nó chỉ khác màu thôi. Giống con trắng đầu tiên em lấy em quay ấy, là giống con trắng này, nó chỉ khác màu thôi. FCR 3100 hiện tại là cửa hàng em đang về 3 chiếc là màu trắng, màu xanh và màu đen. Địa hình ngon bổ rẻ, phanh dầu, cấu hình ngon, trong tầm giá thì có 2 chiếc Atidea và Chopit đều phanh dầu 8 lít và 9 lít. FCR 3300 Touring cấu hình xe đua thì có 1 chiếc màu đen. Xe đua thì có 1 chiếc xe đua hiệu Merida Full Shimano Classic OCR 2600 và Winmax 2200. Địa hình cấu hình khủng thì có Zan ATX Pro. Zan ATX Pro và XDS XK600. Đấy là hai con cấu hình khủng giảm xóc hơi. Vâng, và em chỉ tạm thời làm một cái live stream giới thiệu sơ qua những cái xe mới về của hàng em trong ngày hôm nay. Còn sau đây thì em sẽ có ảnh chụp chi tiết và những cái video chi tiết từng xe một cho các bác tham khảo. Và nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy kết bạn với em ở trên Facebook theo cái link xe đạp Kiên Xe Đạp này. Và ở trên YouTube thì các bác ấn đăng ký kênh Kiên Xe Đạp để mà theo dõi những cái xe mới về em đăng lên trên kênh. Và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.